Một tin tức quốc tế đáng chú ý thưa quý vị khán giả, vào ngày 16 tháng 12 vừa qua, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Miss World 2021 tại Puerto Rico đã thông báo tạm hoãn đêm chung kết cuộc thi vì phát hiện 17 ca mắc COVID-19 mới. Và theo lịch thì vòng chung kết sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ sáng nay, ngày 17 tháng 12 theo giờ Việt Nam. Theo trang National News, sáng ngày 16 tháng 12, người phát ngôn của Bộ Y tế Puerto Rico cho biết ổ dịch ở cuộc thi Hoa hậu Thế giới đã ghi nhận 17 ca dương tính, bao gồm thí sinh và thành viên ban tổ chức. Toàn bộ người mắc bệnh đã tiêm vaccine đầy đủ và không cần nhập viện, nhưng vẫn phải cách ly 10 ngày theo quy định của Puerto Rico. Theo thông báo của báo chí mới nhất, đêm chung kết của Hoa hậu Thế giới 2021 sẽ được tổ chức tại đấu trường Jose Miguel Angelot của Puerto Rico trong vòng 90 ngày tới. Ban tổ chức đưa ra quyết định hoãn đêm chung kết cuộc thi sau khi nhóm họp cùng các nhà dịch tễ học và các chuyên gia y tế thảo luận với Bộ Y tế của Puerto Rico để đưa ra được quyết định cuối cùng. Trước khi quyết định hoãn cuộc thi, Ban tổ chức Hoa hậu Thế giới 2021 đã bổ sung một số biện pháp phòng dịch để bảo vệ cho các thí sinh, các nhóm tổ chức và khán giả. Năm 2020, cuộc thi Hoa hậu Thế giới phải hoãn lại vì diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và trở lại vào năm nay, bắt đầu từ ngày 21 tháng 11 vừa qua, đúng dịp kỷ niệm lần thứ 70 của cuộc thi này.